Làm thế nào để có một bữa sáng nhanh mà vẫn đủ dinh dưỡng để phát triển vóc dáng? Không biết có chị em nào giống mình không? Buổi sáng là lúc không có nhiều thời gian để chuẩn bị đồ ăn, nên mình sẽ ăn tạm một cái gì đó rồi chuẩn bị đi làm. Tuy nhiên, ăn gì vừa nhanh mà vẫn đủ dinh dưỡng để phát triển vóc dáng lại là một câu hỏi chưa có câu trả lời đối với hội chị em văn phòng như mình. Đáp án là sản phẩm Supro Curvy. Đây là một bữa ăn lành mạnh mới nhất của thương hiệu Supro dinh dưỡng thảo dược. Sản phẩm mình mới tìm hiểu thời gian gần đây. Đây là một trong những giải pháp dinh dưỡng giúp mình duy trì cân nặng và vóc dáng. Với năng lượng đầu vào thấp, giàu chất đạm, chất xơ cũng như cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất, giúp thúc đẩy quá trình đốt mỡ thừa và duy trì cân nặng và vóc dáng. Bạn chỉ cần pha một gói Supro Curvy với 90ml nước ấm rồi quấy đều đến khi bột tan hết và súp có độ sánh mịn. Mình thấy sản phẩm này vừa nhanh lại tiện lợi, rất phù hợp với hội chị em nào làm văn phòng bận rộn mà không có nhiều thời gian để chuẩn bị bữa ăn. Nên chị em nào đang tập tành mà muốn dùng thử thì cứ yên tâm sử dụng nhé. Cuối cùng chúc chị em tập luyện hiệu quả nha.